Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh VNHCM. Nội dung hôm nay, nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời. Nghệ sĩ Lê Bình phát hiện bệnh ung thư phổi vào đầu năm 2018 nhưng giấu kín bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Sau một năm điều trị, sức khỏe ông chuyển biến xấu do khối u di căn vào tủy. Hồi đầu tháng 3 tháng 2019, ông phải nhập viện do nửa thân dưới bị liệt. Những ngày qua, sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình có dấu hiệu yếu dần. Ông bị xuất huyết dạ dày do nhiều ngày không ăn uống, phải truyền dịch để duy trì dinh dưỡng. Nghệ sĩ Lê Bình phải chuyển sang điều trị ở phòng hồi sức tích cực. Do sức khỏe chuyển biến xấu, ông được bác sĩ chỉ định tạm ngưng hóa trị để tìm phác đồ điều trị mới. Khoảng hơn 7 giờ sáng 1 tháng 5, nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời sau một thời gian nằm viện để điều trị ung thư. Hiện gia đình đang chuẩn bị thủ tục để chuyển nghệ sĩ về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng gần bệnh viện 175. Lê Bình tên thật là Lê Bình Sơn, là một diễn viên, soạn giả, đạo diễn sân khấu người Việt Nam. Lê Bình xuất thân trong một gia đình gốc miền Tây, quê cha ở Sa Đéc, quê mẹ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, nhưng ông sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Lê Bình còn được biết đến với vai trò diễn viên trong hơn 60 phim điện ảnh và phim truyền hình. Ông được nhắc nhiều qua các phim Mùa Len Châu, Đất Phương Nam, Vịt Kêu Đồng, Cô Gái Xấu Xí. Ông tham gia tổng cộng 16 vai diễn trong loạt phim cổ tích Việt Nam. Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới movie, nhớ like và share để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong movie kế tiếp.